Thằng này review toàn bốc phét nhưng lại rất hay, đó là toàn mở máy ra. Tôi thấy bốc phét nhưng mà nói chuyện rất cuốn, rất thích xem video của bạn. Ông này buồn cười thật, ông bảo tôi bốc phét thì ông xem làm cái gì? Bốc phét nó cả một nghệ thuật chứ đâu có đùa đâu, đúng không các bạn? Ngày hôm nay thì mình lại tiếp tục bốc phét cho anh em một chiếc laptop Razer màn hình 14 inch mà được trang bị ở Gen 9 RTX 3080. Màn hình của nó là 165Hz và tỷ lệ bao phủ màu lên đến 100%. Nếu như vừa mới nghe như này thì chắc chắn anh em sẽ bảo bốc phét. Làm gì có chuyện một chiếc laptop 14 inch mà được trang bị cấu hình nó lại khủng như một laptop 17 inch như vậy. Thì ngày hôm nay mình lại bốc phét cho mọi người xem nhá. Nói thật với các bạn, ngày hôm qua khi đứa em của mình nó xách cái máy này từ Mỹ về, nó nói chuyện mình cũng chưa từng review nên mình bảo mày bốc phét vừa rồi. Làm gì có chuyện một chiếc laptop màn hình 14 inch mỏng nhẹ mà này được trang bị RTX 3080. Đây là chiếc laptop Razer 14 các bạn ạ, phiên bản năm 2022, mạnh nhất của dòng họ Razer. Xin giới thiệu các bạn là chiếc sạc của nó cực kỳ đặc biệt các bạn ạ, với công suất lên đến 230W. Và tớ chắc chắn các bạn là cái sạc không hề giống bất kỳ một chuẩn nào trên thị trường. Nó là sạc riêng của Razer phát triển. Đây. Vâng, thưa các bạn, là trọng lượng tổng thể của chiếc máy chỉ có 1,783 kg, có nghĩa là chưa đến 1,8 cân mà được trang bị cấu hình mạnh như này. Toàn bộ vỏ máy với công nghệ hợp kim nhôm CMC nguyên khối như này. Khi chúng ta khởi động thì cái logo Razer này sẽ sáng lên rất đẹp các bạn nhé. Thiết kế kiểu dạng UD body liền khối. Đây là trục bản lề xuyên suốt và tản nhiệt được đường sau như này. Tản nhiệt này. Vâng, thưa các bạn, là cạnh phải của mình có cổng HDMI, USB 3.0, USB Type-C. Đây là lỗ khóa của máy các bạn này. Đằng trước là một cái gờ này để các bạn mở máy này. Không bố trí bất kỳ một cổng nào đằng trước, chỉ có một đèn tín hiệu máy đang sử dụng ở đây. Khi chúng ta bật máy nó mới sáng nhé. Đây là cổng sạc của máy này các bạn này, USB 3.0 và thêm một cổng Type-C. Đây là cổng phone và cổng mic với giao tiếp 3.5. Rất tiếc với dòng Cebu Zizen nó chưa phát triển công nghệ là thu mode 3 hay thu mode 4 mà chỉ có USB Type-C thôi. Đây là điểm thua kém trên dòng Cebu của AMD so với Intel các bạn nhé. Hai quạt tản nhiệt lộ thiên chúng ta có thể nhìn rõ này. Không khí sẽ được hút vào đây, đẩy khí nóng đằng sau. Cái phần cao su nhựa này nó nhô lên để trên mặt phẳng cân bằng cái máy mà không bị cập kênh, tuần hoàn không khí tốt hơn. Bây giờ cũng như mọi hôm thì mình sẽ mở chiếc máy này ra để khám phá nội tạng bên trong máy nó như nào nhá. Mời quý vị các bạn đón xem ngay bây giờ. Vâng, thưa các bạn, thì mở chiếc máy này ra cực dễ các bạn ạ. Các bạn chỉ cần tháo hết những cái ốc ở bên lắp đít đây, các bạn sẽ mở được máy ra. Dung lượng pin của trong máy là 4003 mAh, sẽ duy trì chúng ta dùng khoảng 3 đến 4 giờ chế độ dùng video và chúng ta có thể chơi game, độ sáng khoảng 60% màn hình. Còn nếu các bạn sử dụng chế độ văn phòng, độ sáng khoảng 50% và chỉ có kết nối wifi thì có thể dùng được khoảng 6 đến 7 tiếng các bạn nhé. Bên trong máy chỉ có một slot cắm ổ cứng SD PCIe Gen 4 và có thể nâng cấp tối đa là 2 TB. Đây là wifi của máy màu xanh này, còn đây là con pin xe mode này. Các bạn thấy là pin của nó 3V để lưu điện khi chúng ta mà pin hết để khởi động máy các bạn nhé. Và hai cái loa bên cạnh sườn này các bạn này. Máy có hai quạt tản nhiệt Cebu và GPU onboard trực tiếp trên bo mạch chủ mà không thể nâng cấp, và chiếc máy này cũng không thể nâng cấp RAM các bạn ạ, onboard hết luôn. Thiết kế y chang so với MacBook, chỉ có ổ cứng là cho phép các bạn nâng cấp. Bây giờ thì mình sẽ nắp chiếc máy này vào để test hiệu năng thực tế của máy ra sao nhé. Vâng, thưa các bạn, đây là mặt trước của chiếc máy. Các bạn thấy là viền màn hình rất mỏng này. Có phần này thì hơi dày một chút này. Camera bên trên hỗ trợ cả IR camera luôn. Có camera quay phim với 30 khung hình trên 1 giây, độ phân giải là 720p. Đây, các bạn thấy là viền màn hình cực kỳ mỏng luôn. Mà lần đầu tiên mình thấy một chiếc màn hình laptop màn hình 14 inch mà có tầng số quét là 165Hz này, còn màn hình QHD 2K. Lần đầu tiên thấy luôn. Đây, các bạn thấy độ phân giải của màn hình này. 2K này. 2560 x 1440, 60Hz nhé. Đây là mình chưa chỉnh đâu, mình sẽ chỉnh lên hết thì nó sẽ lên 165Hz. Vâng, thưa các bạn thấy là màn hình 2K 2560 x 1440, 165Hz này. VGA của máy này các bạn này, RTX 3080 này, kinh không? Bây giờ thì mình sẽ kiểm tra phần cứng bên trong của chiếc máy các bạn vào đây. Chuột phải này, manager này. Đây là tính năng Windows Hero, có nghĩa là mở máy bằng khuôn mặt đấy các bạn, qua camera IR này. Bluetooth trang bị trên máy là Bluetooth 5.2, hỗ trợ các bạn kết nối sóng ngắn không dây nhanh nhất bây giờ. Đây, camera IR camera đây. Tính năng bảo mật qua camera, mở máy bằng hồng ngoại vẫn là bảo mật nhất trên laptop hiện nay, chưa thể phá. Ổ cứng được trang bị trong máy của hãng Samsung các bạn nhé. Máy trang bị 2 VGA bao gồm là Radeon Graphics và RTX 3080. Wi-Fi trong máy là Wi-Fi 6E, có mã là AX210, băng tần là 160Hz của Intel sản xuất này.
Đây, con Cebu Gen 9 này, 5900HX. Các bạn sẽ nhìn thấy số lõi của nó cực kỳ nhiều. Ở đây thì mình đang test tốc độ ổ cứng PCIe Gen 3 bên trong máy, có thể đọc xấp xỉ là 3,7 GB/s, tốc độ ghi 3 giây, cực nhanh luôn. Nhưng mà so với ổ cứng PCIe Gen 4 bây giờ thì nó đọc đến 7 GB và 11 GB. Ổ cứng này vẫn chậm hơn các bạn ạ, chỉ bằng một nửa tốc độ thôi. Các bạn sẽ thấy là hành trình bàn phím quen thuộc của Razer này. Này các bạn thấy bấm rất là sướng luôn. Phím là LED RGB các bạn nhé, có thể chỉnh rất nhiều chế độ phím qua phần mềm bên trong của máy này. Hai phím bấm này là hơi khó này, hơi nhỏ này, khá sát nhau. Đây là hai hốc loa này các bạn nhé. Công nghệ của máy nó có hết ở đây này các bạn nhìn này, màn hình QHD nó ghi sẵn trên này này. Có vẻ như máy hơi bám vân tay một chút các bạn ạ, đây này. Mặc dù nó có sơn một lớp tính điện nhưng mà có vẻ là khá là bám vân tay, vì tay mình có mồ hôi này. Chuột trái chuột phải của máy các bạn bấm bình thường nhé, mặc dù đây là một mặt phẳng thôi. Mình không hiểu là một chiếc máy hiệu năng cao này thì nó hoạt động thực tế thì nóng như nào, thì mình sẽ thử luôn đầu tiên bởi mình cực kỳ tò mò. Mình thấy chiếc Asus Flow nó đã trang bị RTX như là 3050 Ti trong cái màn hình 13,3 inch, mình đã thấy kinh ngạc rồi. Đây là màn hình 14 inch ở 3080. Với phiên bản 2022 mình có thấy cái 3080 Ti luôn. Vâng, thưa các bạn, là qua phần mềm Full Max thì mình thấy nhiệt độ của máy là chấp nhận được. Nhiệt độ của CPU ở ngưỡng khoảng trên 70 độ C và GPU chỉ có 62 độ mà quạt hoạt động không quá ồn. Không nghĩ là một chiếc máy màn hình 14 inch mà được trang bị cấu hình mạnh như này mà nhiệt độ vẫn hoạt động ổn định được như này. Các bạn sẽ nhìn thấy biểu đồ nhiệt độ này. Đây là chế độ 3D, mức FPS đạt 120 luôn. Quá nhanh và quá mạnh. Rất ổn định luôn, 120. Quạt hoạt động bên trong máy đã hết công suất rồi. Không quá ồn. Vâng, thưa các bạn, với dòng CPU là Gen 9 5900HX, các bạn thấy CPU có 8 x 16 luồng, chạy khá là nhanh. Nó hỗ trợ ổ cứng PCIe Gen 3 3.0. Đây, các bạn thấy là chạy nhanh như bất trí luôn này. Điểm FPS của nó đạt 1967 CB. Các phần mềm tính toán, các phần mềm lập trình, chạy máy chủ, máy ảo, giả lập. Đặc biệt là các bạn chạy quảng cáo, chiếc máy này cực kỳ phù hợp với nhiều nhân CPU như này. CPU này có thể hoạt động turbo boost lên 4.6 các bạn nhé. Và hoạt động ở xung bình thường là 3.3. Mức tiêu thụ điện năng của CPU này là 45W cộng các bạn ạ. Được sản xuất vào tháng 1 tháng 12 năm 2021. Với RTX 3080 được trang bị hai lõi bên trong, bao gồm lõi Tensor và lõi Ray Tracing. Tensor là lõi trí tuệ nhân tạo sẽ hỗ trợ các bạn các thuật toán về hình ảnh đồ họa cực kỳ ok, các thuật toán về game. Ray Tracing là hiệu ứng về ánh sáng thực. Điểm số của NVIDIA RTX 3080 này là 118,38 FPS. Đây, bây giờ mình kiểm tra bộ nhớ gốc của em CPU này nè. Xin lỗi các bạn, là bộ nhớ gốc của NVIDIA rời này. Các bạn bấm vào đây. Ai chà, các bạn sẽ thấy là nhân CUDA bên trong máy là 6144 này. Đây là nhân CUDA này, cực mạnh luôn. Và công suất ở đây các bạn sẽ thấy là maximum là 100W các bạn ạ, chứ không phải là 45W cộng, có nghĩa là ở đây nó mở rộng lên đến 100W, là rất mạnh các bạn nhé. Băng thông bên trong máy là 12 GB/s và là 256 bit luôn. Ui chà, cái này là bộ nhớ gốc của nó là 8GB GDDR6. Đây, và có thể mở rộng bộ nhớ chia sẻ lên 16GB. Ở đây các bạn nhé. Lưu ý các bạn là chiếc máy này không cho phép nâng cấp RAM, nên 16GB cũng chỉ đủ dùng nữa các bạn nhé. Vâng, thưa các bạn, là mình đang test là màn hình 2K, nhưng đây là đoạn video 4K. Tỷ lệ 3 phủ màu của máy là 100% sRGB và 85,4% Adobe RGB. Và tỷ lệ tương phản của màn hình đạt 920 trên một điểm đen, khá là tốt các bạn nhé. Mình nghĩ đây là một trong chiếc máy có màn hình 14 inch có tỷ lệ bao phủ màu cao nhất, xuất sắc nhất. Độ sáng của màn hình có thể đạt 331,1 CD, cường độ ánh sáng cho 1m². Chất lượng âm thanh bên trong máy nghe cũng khá là ổn, mặc dù không quá to. Đây, các bạn thấy là góc nhìn của màn hình cực rộng luôn, với màn hình QHD. À, các bạn thấy là màu sắc cực sặc sỡ luôn. Một chiếc máy thiết kế design, một chiếc máy chơi game, một chiếc máy xem phim nghe nhạc cực kỳ ổn. Vâng, thưa các bạn, một chiếc máy màn hình 14 inch trang bị cấu hình khủng như này thì render video ra sao? Đây là đoạn video 4K mình test qua phần mềm Adobe Premiere phiên bản 2020. Các bạn thấy là chạy rất nhanh.
Sức mạnh phần cứng nó mạnh như này cơ mà. Máy chỉ có mất 16 giây đã xong một đoạn video 4K với dung lượng hơn 1 phút. Đối với các nhà về dựng phim, các bạn về làm truyền thông quảng cáo đấy, các bạn về edit video chuyên nghiệp thì đây là một chiếc máy rất tuyệt vời cho mọi người. Mỏng nhẹ cơ động như này cơ mà, quá ngon luôn. Vâng, thưa các bạn, mình đang test tựa game Red Dead các bạn ạ. Một tựa game offline chơi cực kỳ hay. Các bạn sẽ thấy những hiệu ứng như là ray tracing. Các bạn nhìn thấy cái bóng đèn không? Đây là hiệu ứng ánh sáng thời gian thực đấy các bạn ạ, rất là đẹp. Với tần số quét là 165Hz và tỷ lệ bao phủ màu lên đến 100% sRGB thì các bạn thấy là những hình ảnh hiển thị rất là đẹp và tần số khung hình chuyển động trên dây là 165 sẽ hỗ trợ các game thủ chơi rất sướng luôn. Khi chơi game thì nhiệt độ của máy sẽ ở ngưỡng khoảng trên 60 độ bằng với nhiệt độ của full max mà chúng ta đang test nhé. Chất lượng loa của máy rất ok. Thông thường là chúng ta chơi game nên chọn những chiếc máy có màn hình lớn để chơi cho sướng đúng không? Nhưng không phải công việc nào chúng ta có một chiếc máy màn hình to được, bởi màn hình to khi di chuyển nó lại rất cồng kềnh. Đây các bạn thấy là chơi game này rất sướng đúng không? Những hình ảnh chơi cực kỳ mượt. Tất cả những tựa game mạnh nhất trên thị trường, nặng nhất các bạn đều có thể cài vào chiếc máy này để vui chơi giải trí những lúc rảnh nhá. Với nhiệt độ máy tản nhiệt hoàn toàn ok để chúng ta có thể chơi. Vâng, thưa các bạn, là mình đã vừa trải nghiệm xong với chiếc Razer Blade 14 phiên bản Gen 3 các bạn ạ. Đây là một trong chiếc máy được trang bị màn hình 14 inch có cấu hình mạnh nhất thế giới các bạn ạ. Sau khi mình trải nghiệm thì mình thấy đây là một chiếc máy có màn hình đẹp này. Chất lượng của máy khi hoạt động ở mức 3D tản nhiệt cũng khá là tốt, ở mức khoảng trên 60 độ C và cao nhất là trên 70 độ C khi chúng ta chơi game. Trọng lượng của máy chỉ có hơn 1,7 kg, phù hợp cho các bạn thường xuyên di chuyển đi lại nhiều. Cần một chiếc máy mà cấu hình mạnh mà vẫn có một cái thân hình nhỏ nhắn, xinh xắn và hợp thể trang như chiếc Razer Blade 14 này. Thưa lượng pin của máy thì các bạn thấy nó duy trì dùng khoảng 4 đến 5 tiếng thôi các bạn nhé. Dùng ở chế độ độ sáng khoảng 60% khi chơi game và làm đồ họa. Ưu điểm của máy thì các bạn sẽ thấy là mỏng nhẹ này, sang trọng này, mạnh mẽ này, chất lượng loa tốt này, chất lượng màn hình tốt này, Wi-Fi 6 này, Bluetooth 5.2 vân vân. Nhược điểm của máy thì các bạn thấy với phiên bản AMD sẽ không được trang bị cổng Thunderbolt 4, với băng thông ra bên ngoài sẽ hơi hạn chế một chút so với phiên bản trang bị chip Intel. Với mức giá trên trời của chiếc này thì cũng sẽ rất rén cho các bạn nếu mà không có điều kiện. Hiện nay các shop đang bán ở mức khoảng 59 triệu, tớ cũng nói luôn, đây là phiên bản lưu open box và mình xách về được vài chiếc. Mình sẽ sell cho các bạn mức giá cực kỳ khủng, mức giá là 45 củ khoai cho anh em lựa chọn ngay chiếc máy này. Đây là máy mới 100% anh em nhé. Vâng, thưa các bạn, là chương trình chân tay và trải nghiệm chiếc Razer Blade phiên bản cực kỳ khủng của mình xin đây là khép lại các bạn ạ. Có những phiên bản mới mình mang đây tư vấn và mổ xẻ cho mọi người như này. Hy vọng là các bạn đồng hành và ủng hộ kênh nghề của TLD bằng cách là đăng ký kênh. Nhớ là bấm cái chuông bên cạnh để chúng ta cập nhật những siêu phẩm laptop đến từ số công nghệ TLD. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.